Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì trong những trường hợp mà chị em đã bị viêm lộ tuyến cổ tử cung diện rộng đấy ạ, mà phải dùng cái biện pháp ví dụ như đốt diệt tuyến đấy ạ, thì lại có những nhược điểm như bác sĩ đã vừa nêu. Vậy thì có những cái cách nào để chúng ta khắc phục lại được những nhược điểm đó không ạ? Sau khi diệt tuyến nó có một số cái nhược điểm như thế thì chị em phải biết đồng thời kết hợp với cái sản phẩm có các cái thành phần như Trinh Nữ Hoàng Cung, nó làm tăng sức đề kháng cho chị em, Hoàng Bá Khổ Sâm Dây Kinh Linh Giáp Cá nó làm tiêu diệt các cái loại vi khuẩn, thành phần Imogamma nó có tác dụng là tái tạo và làm lành các cái tế bào đã bị tổn thương do diệt tuyến, làm giảm cái thời gian ra máu và dịch vàng, làm giảm cái thời gian kiêng quan hệ tình dục,